Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đào. Bệnh viên Tào Lao, Trạm Y Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tô Ly. Đây là kèo 12m tại Thánh Địa Gò Sòi. 704 sạc 6, Hương Loai, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đứng trước màn hình kính là Mặc Kiên, Rap Bay và Sang Khoa Đăng, lần đầu tiên phối hợp với nhau. Còn bên kia là cái ghế của Phú Học Sinh cùng gơ tay. Tỷ số đang là 2-0. Sang Phan Rang đã đánh bóng ra ngoài nữa rồi. 3-0. Các bạn cũng biết cậu nhóc Phú Học Sinh Tam Nông Đồng Tháp cũng không phải là dạng vừa. Sang Phan Rang làm gì đây? Lẩm banh bóng ra ngoài. 1-3. Libro và Libro chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đồng mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn nhiều. 1-3. 1-4 rồi các bạn ơi. 1-4 rồi. Qua coi đi. Qua coi đi. Hai bốn. Không thể đùa giỡn với cái ghế của cậu Phú Học Sinh nha các bạn. Cái ghế rất đẳng cấp. Lại là một pha thiếu cảm giác rồi của Phú Học Sinh. 3-4 bay bull. Còn bên cái góc cột kia là cậu Út đẹp trai, bản hợp đồng gơ tay trọn đời. Hiện tại bây giờ có thể nói thất thần luôn rồi. 3-4. Bản hợp đồng trọn đời của gơ tây. Sau vài ngày kết hợp cùng Sang Phan Rang, gơ tây đã bỏ Út đẹp trai thơ thẩn luôn rồi. Rất tội nghiệp và đáng thương cho Út đẹp trai. Năm ba. Nghiêng về cho Phú Sinh và gỡ tay. Lại là gỡ tay thiếu cảm giác. Các bạn nào có chơi đam mê chơi xe rắc hay vào kênh Vũ Tuấn Xe Rắc các bạn. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Vũ Tuấn Xe Rắc. 4-5. Lại là một pha thiếu cảm giác rồi cầu Phú Học Sinh. Sang Khoa Rang đang lưu hàng, đang vô hàng. Năm đều. Bóng ra ngoài. Ngoài máy tắt lên gờ tay đổi sân. Kèo này gờ tay và Phú Học Sinh chấp sân sang ra 6-5. Ramogram 6-5. Đổi chiến thuật rồi. Phú Học Sinh đang đứng trên và gờ tay đang đứng dưới. Đổi chiến thuật rồi. Quá hay cho Phú Sinh 6 đều. Một pha có thể nói là đẳng cấp của Phú Sinh. 6 đều.
lại là Samphorang tự sát tại Đắk Lắk. 6-7-6. Do gà. Đáng tiếc cho Fortune, 7 đều. Bảy đều. Tám bảy. Một pha đánh đường ý quá hay của Sông Phan Rang. Quá khó chịu. 9-7. Gơ tay thật sự 12 mét. Gơ tay không phải là cao thủ gió lâm nha các bạn. Gơ tay chỉ có 9 mét thôi. 12 tay gơ tay đánh không nổi các bạn à. Lại là một pha thiếu cảm giác rồi của Samphorang. 8-9. Các bạn hãy chờ xem cuộc đối đầu giữa Samphorang và Fortune coi có kèo gì hay không nha. 8-9. Rambek Rambun. Lại là gơ tay. Có thể nói 12 mét gơ tay không phải là đối thủ hạng nặng nha các bạn. 12 mét được. Em không? 18. Quá may mắn vừa rồi của Samphorang. Có thể nói một pha may mắn. 11-8. Đáng tiếc một pha đụng chạm lưới lan ở trên nha các bạn. Một pha bóng chạm lưới lan. 91. 91. Quá cảm giác cho Samphorang. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng Samphorang 12-9. Thì ta bây giờ đổi vô là Triệu Quân Sự, đổi gơ tay Phú Học Sinh và Triệu Quân Sự đổi gơ tay. Anh đứng chơi cũng luôn, mùa này nó sang qua anh mở đây. Kìa là anh không bỏ cho ba đứng bình thường. Quá ghê gớm cho Samphorang. Cũng đâu chết anh được. Kỳ này cũng chắc chết ngàn năm sau chết anh. Không được. Rồi vô.